Chào các bạn. Buổi sáng hôm nay trời rất đẹp, trên bầu trời rất xanh. Đây là ngải Diệp Thủy Tiên. Bắt đầu tôi sẽ hái những cành hoa này để vào dĩa. Đây là ba bông. Ba bông này buổi sáng rất tươi. Đây là một loại ngải hổ đỏ, gọi là huyết ngải. Bây giờ tôi sẽ hái những cành nhị bông ở trong cái bông màu vàng. Đó, đây là cái bông màu vàng đó các bạn. Cái bông mọc lên màu đỏ lợt, nhưng mà cái nhị ở trong màu vàng. Nó khác biệt như vậy. Đây, tôi sẽ có được những bông huyết ngải và cộng với ba bông thủy diệp tiên. Như vậy là mình có 5 cái nhị bông huyết hổ và ba bông màu trắng thủy diệp tiên. Bây giờ tôi sẽ đem vào bàn thờ và luyện. Hai thứ này, cách luyện này rất công phu. Trước khi luyện á, mình phải quả chữ bùa vào, làm phép vào chữ bùa. Mời các bạn theo dõi. Đã hoàn tất chữ bùa. Mình để chữ bùa lên những bông ngải và làm phép tiếp tục. Hôm nay tôi sẽ luyện hai loại bông này thành ngải cầu duyên, tức là tình duyên. Những người sanh ra mà không có duyên, có nhiều lý do. Nếu sức loại hai loại ngải này làm phép xong sẽ được kết quả 100%. Cái này luyện 49 ngày đó các bạn. Đây là cách thức luyện ngải cầu duyên, tức là ế chồng, ế vợ. Nói đúng như vậy.
Đây là những người cô cậu lớn lên không có duyên, tình duyên nào hết. Làm phép này xong, xức vô dầu cù là hoặc dầu thơm thì được như ý. Bây giờ mình sẽ lấy ra những sợi chỉ đó và làm phép tiếp tục. Cái này giúp cho những người không được có duyên
Đi ra đường mọi người coi mình không giống ai hết. Tức là người ta thấy mình người ta dòm chỗ khác, không có duyên dùng hết. Cũng như có người rất đẹp trai, đẹp gái, con nhà khá giả, học giỏi, hiền lành, dễ thương. Mà khổ một cái á, là không có một mảnh tình yêu nào hết. Có nhiều lý do phạm tuổi, xung tuổi, xung mệnh phải chịu ở giá. Sau khi luyện loại ngải này, hai thứ kết hợp lại với nhau, xong 49 ngày, những người này dùng dầu xem phép của thầy sẽ giúp cho người đó sẽ hóa giải được số mệnh ở giá đó, để có thể giống như nhiều người khác, thành gia thất, cưới vợ, lấy chồng, đẻ con bình thường như mọi người. Nếu mà không xài những loại dầu này, sự thật suốt đời sẽ ở giá. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký vào để xem nhiều video mới nhất. Bye!